Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới chưa được khám phá. Hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tiếp tục khám phá một địa điểm tuyệt vời khác, chỉ cách thành phố Hàng Châu 180 km, đó chính là phim trường Hoành Điếm. Các bạn có biết không, phim trường lớn nhất thế giới không nằm tại Mỹ mà là ở Trung Quốc. Một điều thú vị của phim trường Hoành Điếm chính là không thu phí các đoàn làm phim. Đây là yếu tố tiên quyết thu hút rất nhiều đoàn làm phim lớn nhỏ khắp Trung Quốc chọn địa điểm này để sản xuất phim. Các bạn hãy xem tiếp nội dung video để biết lý do tại sao phim trường miễn phí cho các đoàn làm phim mà lại có doanh thu tỷ đô. Hy vọng video sẽ mang lại những kiến thức mới cũng như những trải nghiệm thú vị về du lịch và cuộc sống trên thế giới. Các bạn cũng đừng quên đăng ký và like để kênh có thêm động lực ra tiếp các video. Barack Obama đã từng nói, tạo nên dấu ấn của mình trên thế giới này rất khó. Nếu dễ thì bất cứ ai cũng đã làm rồi. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và nó đi cùng với nhiều thất bại dọc đường. Liệu bạn có chọn bền bỉ theo đuổi không? Các bạn hãy xem đến cuối video, chúng mình sẽ tiết lộ nhiều điều đặc biệt như những bộ phim nổi tiếng nào đã được quay ở đây, hay phim trường không thu phí thì làm sao tồn tại được ở phần cuối của video này. Lịch sử phim trường Hoành Điếm. Phim trường Hoành Điếm tọa lạc ở thị trấn cùng tên, thành phố cấp huyện Đông Dương, thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cách Hàng Châu 180 km, được xây dựng từ năm 1996 và được nâng cấp từng ngày. Phim trường này đến nay có tổng diện tích 30 km², lớn gấp 27 lần tổng diện tích của hai phim trường Universal và Paramount cộng lại. Hoành Điếm được biết đến là phim trường nhân tạo lớn nhất Trung Quốc và là trường quay cổ trang hiện đại nhất châu Á, được mệnh danh là Hollywood của phương Đông. Chủ của công trình này là ông Từ Văn Vinh. Ông bắt đầu xây dựng phim trường Hoành Điếm từ năm 1996 và liên tục mở rộng thêm các công trình mới đến tận bây giờ. Ước tính chi phí xây dựng phim trường Hoành Điếm đến nay vào khoảng 5 tỷ đô la, tức hơn 113.000 tỷ đồng Việt Nam. Kể từ khi khởi công xây dựng cho đến nay, sau hơn 25 năm, với những lần tu sửa, nâng cấp, phim trường hiện nay sở hữu những công trình nguy nga, tráng lệ, đòi hỏi tính công phu, tỉ mỉ cao để có thể đẹp trong mọi thước phim. Phim trường Hoành Điếm được chia thành 9 khu vực, phù hợp với các thời kỳ lịch sử khác nhau, trong đó nổi bật là các triều đại Tần, Minh, Thanh, Dân Quốc, khu phố Hồng Kông, công viên danh thắng Hoa Hạ. Kích thước các công trình giống y hệt so với bản gốc, từ Tử Cấm Thành của Bắc Kinh cho đến Hoàng Cung của nhà Minh và các triều đại nhà Thanh, các kiến trúc lịch sử, khu vườn văn hóa đến cung điện Hàm Dương của Hoàng đế nhà Tần đều có đầy đủ tại đây. Địa điểm quay, quy mô và đẹp lung linh đã giúp các nhà làm phim Trung Quốc khẳng định được vị thế độc tôn trong dòng phim cổ trang. Trong đó, thánh địa quay phim Hoành Điếm xứng đáng đứng đầu bảng bởi 2/3 các bộ phim và chương trình truyền hình của Trung Quốc đều được quay ở đây. Hoành Điếm là nơi sản xuất hơn 1.800 phim truyền hình và điện ảnh mỗi năm. Trong một ngày, có khoảng 20-30 đoàn làm phim với hàng trăm hàng nghìn diễn viên quay phim tại đây. Thành phố điện ảnh và truyền hình Hoành Điếm mất 25 năm để chiếm 70% thị phần quay phim truyền hình và điện ảnh của cả Trung Quốc. Phim trường Hoành Điếm kiếm tiền như thế nào? Điều thú vị của Hoành Điếm là không thu phí cảnh quay như các phim trường khác. Vì thế, nơi đây rất được các nhà làm phim Trung Quốc ưa chuộng và chọn làm bối cảnh chính của vô số bộ phim. Hoành Điếm có được doanh thu nhờ những dịch vụ ăn theo phim trường như bán vé cho khách du lịch đến tham quan, cho thuê khách sạn, nhà hàng, cho thuê thiết phụ phục vụ ekip làm phim, cũng như phục trang cho các diễn viên. Hoành Điếm cũng là một trong những điểm thu hút du khách nhiều nhất Trung Quốc. Ngày qua ngày, du khách vẫn không ngừng đổ về đây. Các chuyến xe nội bộ đưa du khách tới những điểm có những buổi trình diễn hàng ngày tại các hoàng cung triều Minh và triều Thanh, các kỵ binh Mông Cổ cưỡi ngựa trình diễn trước các cung điện. Ở Hoành Điếm, các bạn có thể tham gia các chuyến tham quan làm phim hoặc thậm chí là đóng vai chính trong bộ phim của riêng bạn. Các bạn có thể thuê những bộ trang phục và được thỏa thích hóa thân thành các nhân vật cổ trang yêu thích như Hoàng Châu Cách Cách hay Vua Càn Long. Thậm chí các dịch vụ phục trang của Hoành Điếm còn chi tiết tới từng triều đại riêng biệt để đảm bảo tính chính xác cao độ của bối cảnh lịch sử trong phim. Cộng thêm, phim trường có thể tăng doanh thu bằng cách giới thiệu cho bạn gặp gỡ với các diễn viên hoặc chụp ảnh với diễn viên và đạo diễn nổi tiếng. Đến đây, các bạn có thể thuê xe đạp đi vòng quanh phim trường để tiết kiệm sức, vì phim trường rất rộng, đi bộ khoảng 1-2 ngày mới xem hết các cảnh đẹp tại đây. Phim trường còn có các khu dịch vụ như du lịch, nghỉ dưỡng. Đến với Hoành Điếm, du khách vừa chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc, vừa xem biểu diễn, mua sắm và vui chơi giải trí. Theo số liệu thống kê những năm gần đây, Hoành Điếm tiếp đón trung bình 50.000 khách mỗi ngày. Trong kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động
đầu tháng 5 năm 2023, phim trường Hoành Điếm đón tiếp tổng cộng 464.000 lượt khách. Con số này giúp Hoành Điếm lập kỷ lục mới về lượng du khách tới tham quan kể từ sau dịch bệnh. Cách người địa phương kiếm tiền từ phim trường Hoành Điếm. 8 ngôi làng xung quanh trường quay phim Hoành Điếm đã trở thành nguồn cung cấp diễn viên quần chúng cho các đoàn làm phim. Hầu hết dân trong làng, từ người già tới trẻ nít, hầu như không ai không có một lần được lên phim. Cuộc sống của dân làng được cải thiện đáng kể. Bởi ngoài phim trường, ở đây còn cung cấp đủ loại hình dịch vụ cho các đoàn làm phim như hệ thống khách sạn 10.000 phòng, nhà hàng, quán cà phê và các khu tiện ích hình thành. Nhờ có phim trường Hoành Điếm mà vùng nông thôn nghèo của Trung Quốc đã trở thành khu du lịch nổi tiếng. Người dân tại đây thường vào vai quần chúng hoặc phát triển các dịch vụ du lịch phục vụ khách thập phương. Theo các số liệu thống kê, dân số tại xã địa phương cho thấy thị trường Hoành Điếm có khoảng 200.000 dân thì có đến 50.000 người là diễn viên. Giữa các con đường ở Hoành Điếm không hiếm gặp các cảnh nam thanh nữ tú, thậm chí những người 50 tới 60 tuổi ăn vội hộp cơm để chuẩn bị vào các vai phụ trong phim. Mỗi năm, Hoành Điếm xuất hiện trong gần 30.000 tác phẩm bao gồm cả quảng cáo, phim điện ảnh, truyền hình. Cũng vì thế, nơi đây trở thành điểm tham quan thu hút khách du lịch khắp nơi đến thăm. Hàng năm có hơn 12 triệu du khách đến tham quan phim trường. Khách du lịch đến đây sử dụng rất nhiều dịch vụ của người dân địa phương như ăn ở, đi lại, tham quan mua sắm. Nhờ đó, thu nhập của người dân Hoành Điếm tăng dần lên trong 10 năm qua. Những bộ phim nổi tiếng đã được quay tại phim trường. Năm 2001, phim trường Hoành Điếm bắt đầu thu hút đông đảo khách tham quan sau khi bộ phim Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được ghi hình bối cảnh cung điện nhà Tần mà mọi người cứ tưởng đoàn phim quay tại Tử Cấm Thành. Một trong những tòa nhà lớn nhất của phim trường là Cung Vua Tần, được xây dựng theo phong cách thời kỳ đầu của triều đại nhà Tần và nhà Hán. Cung Vua Tần vẫn thường sử dụng để quay những bộ phim lấy bối cảnh thời đại này. Ngoài phim Anh Hùng của đạo diễn Trương Nghệ Mưu được kể trên, còn có phim truyền hình dài tập của hãng TVB Hồng Kông là Cổ Máy Thời Gian, kể về câu chuyện Tần Thủy Hoàng, hay bộ phim Vua Cung Vu của Thành Long và Lý Liên Kiệt. Phim trường Hoành Điếm không chỉ có cơ ngơi rộng lớn và nổi tiếng bậc nhất đất nước Trung Hoa, mà còn được mệnh danh là Hollywood Phương Đông, bởi đây chính là bối cảnh của hơn 4.000 bộ phim điện ảnh và truyền hình quen thuộc như Ngọa Hổ Tàng Long, Mỹ Nhân Tâm Kế, Bộ Bộ Kinh Tâm, Hiên Viên Kiếm, Khuynh Thế Hoàng Phi. Nhiều người thường lầm tưởng rằng những bộ phim có đề tài hoàng cung, cổ trang ở Trung Quốc thường được quay tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Thực tế, nhiều bộ phim cung đấu đình đám nhất châu Á gồm Diên Hy Công Lược, Hậu Cung Như Ý Truyện đều được bấm máy quay phim tại phim trường Hoành Điếm. Do phim trường xây dựng mô hình theo tỷ lệ 1:1 y như Tử Cấm Thành nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho những cảnh quay với góc máy toàn cảnh đầy đủ và vĩ mãn trong phim. Ngoài việc coi là thánh địa phim cổ trang Trung Quốc, phim trường Hoành Điếm cũng vô cùng nổi tiếng trên thế giới và trở thành bối cảnh cho nhiều bộ phim quốc tế khác như phim Hàn Quốc Hoàng Hậu Ki, phim Mỹ Xác Ướp Ba, Lăng Mộ Tần Phương và nhiều bộ phim khác. Hơn 1.200 bộ phim và chương trình truyền hình đã được quay ở đây, bao gồm cả tác phẩm đoạt giải Oscar của đạo diễn Lý An, Ngọa Hổ Tàng Long. Để đến được phim trường này, các bạn có thể bay từ Việt Nam đến Hàng Châu, sau đó đi tàu cao tốc đến Nghĩa Ô, rồi đi xe khách đến Hoành Điếm. Đây là cách đi tự túc và tiết kiệm. Còn nếu đi đoàn đông, các bạn có thể đi bằng taxi, sẽ chủ động thời gian hơn. Các bạn đã cùng chúng mình tìm hiểu về phim trường nổi tiếng và lớn nhất của Trung Quốc và cả thế giới. Với những kỷ niệm và trải nghiệm này, hãy nhớ rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu vô tận và thế giới đang chờ đón chúng ta với nhiều điểm đến thú vị khác. Nếu cảm thấy kênh chia sẻ thông tin về du lịch và cuộc sống có giá trị, các bạn đừng quên nhấn nút like và subscribe để kênh có nhiều động lực ra video hơn. Hãy tiếp tục theo dõi kênh để hiểu biết hơn về các địa danh khác trên toàn thế giới. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các bạn khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình này. Chúc các bạn có một cuộc sống tràn đầy màu sắc và nhiều niềm vui từ những thứ giản dị xung quanh. Xin chào và hẹn gặp lại.